Vâng, cả hai chân luôn, nhất là nhức nhất khi ngủ dậy xong bước chân xuống. Bước chân xuống ấy là nó nhức rất nhiều, đi lại là nó sẽ đỡ. Mà chỉ cái gót chân thôi còn vâng. Từ chỉ cái gót chân này và cái nhức cái vùng hông này. Đi lại vòng như này. Nghe thấy hình như là nó lệch tạch như thế này. Này thì con không cảm giác được chị. Đi như này thì là cảm giác nó mỏi nhất vùng này. Và nó nhất cái vùng chân nó. Rồi ok. Con là lệch thì hiện từ Sơn La về. Từ Sơn La về. Vâng, từ Sơn La về. Thì bệnh của con thì là từ cái năm 2012 ấy là con bị tăng cân này. Còn trước thì chỉ 47-48 cân thôi. Đấy, sau khi sinh cháu thứ hai là tăng lên đến 65 cân. Đấy, và nó giữ ở cái mức hiện tại chạy như này. Sau đó thì là nó có cái biểu hiện là chóng mặt. Đấy, đi khám thì bảo bị rối loạn tiền đình, thiếu máu lên não. Sau đó thì mờ gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ và cái tình trạng thoát dịch ở khớp xuất hiện. Và thì là khi mà giờ rời là các khớp này nó nhức. Đấy, nó nhức như là cảm giác nó khó chịu, nó nhức nhối. Đấy, và cái đau thắt lưng này thì nó cũng xuất hiện khoảng 4 năm nay. Đấy, thì đi khám về viện Đại học Y khám thì tổng quát toàn bộ thì là con bị thoái hóa đốt sống, 3 đốt là N4, 5 và F1. Ba đốt. Và kèm theo thì nó nhức tại chỗ. Nó nhức tại chỗ khi mình nằm ấy, thì là nó ê ẩm. Đấy, vận động thì là nó nhức, đi lại nhiều và xoa bóp một thời gian thì nó đỡ. Cái chuyện đau gót chân này thì nó mới xuất hiện cách đây khoảng độ 2 tháng. Thì là nó nhức nhất là khi mình ngủ, sau đó dậy là bước xuống là có hiện tượng là nhức buốt này. Đấy, buốt lên đến cái kheo chân này. Và trong đi lại vận động một thời gian một thì là nó lại giảm. Phần hông trở xuống. Không, nhức vùng thắt lưng, vùng này là tại chỗ. Vâng, nhức tại chỗ. Nó có ảnh hưởng đến việc đứng lên, ngồi xuống hay cúi? Thì là khi cúi này là căng. Em sẽ giơ thẳng tay em cúi như này. Vâng. Em có khả năng của mình đó. Vâng, thì là cúi thì vẫn cúi được nhưng cảm giác nó căng nhất. Là căng, đau cái vùng lưng này. Vâng. Ngồi xuống như thế này, không đứng lên có được vấn đề gì không? Ngồi xuống đứng lên cũng được. Chưa đến mức là phải chống tay. Cột sống cổ có bị đau gì không? Cột sống cổ thì nó không đau nhưng mà chỉ mỏi thôi. Thỉnh thoảng là bị cái như kiểu là bị cái cảm giác nó cứng ở hai bên cái này một chút. Nói tóm lại là chỉ bị cái lưng. Bị bên nào nhiều hơn? Dạ. Cái lưng này của con nó bị tại vùng đó. Chứ nó không lệch. Và cái thắt dịch của khớp của con bị cả hai tay. Bị cái này lâu chưa? Cái này nó cũng xuất hiện lâu rồi, khi mà vận động nhiều thì là cái dịch nó ra nhiều hơn. Mà vận động ít thì nó ra ít hơn. Tăng cân. Vâng. Tăng cân là gần như không xuống được. Giảm cân theo chế độ ăn là xuất hiện chóng mặt là người ể oải. Có biết có một cái cô mà cũng đẻ xong đứa con thứ hai là tăng lên đến hơn 90 cân. Vâng. Bà đi và tăng ra cái gì đấy? Béo tăng cân đấy, giảm cân. Béo à? Bà xuống còn có 60 kg đấy. Con lên sinh cháu thứ hai xong là tăng cân rồi không xuống. Cái này có đau không? Có đau à? Có. Đi sâu vào đi. Rồi ra từ từ. Đi sâu vào. Đau tê. Đau tê à? Nó đau tê giật xuống ngón tay. Đau cái này. Vâng. Đau ngón tay đau nhiều, ngón kia không. Thấy các thầy chữa bệnh hay quá, cũng muốn là được
về đây để các thầy truyền tải kinh nghiệm. Kêu răng rắc nghiêng bên này. Cái nhức là nó giảm. Ừ. Và
Đấy, cái đầu thấy nó nhẹ cái đầu luôn. Cái chân, con chân. Cái chân thì đi thì là cảm giác cái nhức vẫn còn nhưng mà nó nhẹ rồi. Nhẹ đi rồi. À, đấy là lần đầu tiên. Nhưng mà bắt đầu từ mai này phải thực hiện đầy đủ các cái hướng chân nhá. Vâng. Rồi, mời Hoa. Hốt đi anh em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.